Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Quỳnh Hành Channel. Ở tập trước mình đã dẫn các bạn đi đến tham quan cửa hàng Quỳnh Hành 2 ở biển Bình Đại. Và ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn trải nghiệm một cửa hàng Quỳnh Hành không nằm ở Bến Tre. Đặc biệt không nằm ở Bến Tre nha các bạn. Mọi người thì thường hay biết rằng xe Honda của Quỳnh Hành thì được bán ở Bến Tre là chủ yếu. Nhưng có một cửa hàng lại được xây dựng và mang là một sự thành công nhất định cho Quỳnh Hành. Nó nằm ở thành phố Mỹ Tho của Tiền Giang, nằm trên một cung đường rất là đẹp các bạn. Vậy ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi trải nghiệm nhé. Đối với mình, mỗi chuyến đi đều là một câu chuyện và một trải nghiệm đầy thú vị. Let's go! Thank you.
thú vị đúng không các bạn? Tập 5 của Quỳnh Hành Ký Sự đã kết thúc rồi. Mong các bạn sẽ thích và nhớ subscribe kênh của mình nha. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong video clip tiếp theo nha.